Tây Ninh trong năm 2023 đón hơn 5 triệu lượt khách, du lịch trở thành điểm nhấn, đóng góp lên tới gần 2.000 tỷ đồng vào GDP địa phương. Cùng chờ đón một sự kiện thường niên khởi đầu năm 2024 với một hành trình mới rạng rỡ. Lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen năm 2024, Hương sắc Tây Ninh diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2024, tức mùng 4 Tết Nguyên Đán tại Sun World Bà Đen Mountain, với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Phương Vi, Phi Hùng, Dương Quốc Hưng, Đào Mát. Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng vàng pháo hoa mãn nhãn rực rỡ sắc màu hứa hẹn đem đến một đêm nhạc ấn tượng. Hòa mình vào không khí rộn ràng lễ hội cùng chuỗi sự kiện văn hóa tâm linh mừng xuân Di Lặc đón năm mới tại khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh, vùng đất hành hương, nóc nhà Nam Bộ.